Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn. Ở video này tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn, nhất là các chị em phụ nữ có con em nhỏ, một số phương pháp chăm sóc khi trẻ bị sốt, và trẻ bị sốt có thể dẫn đến tử vong nếu ăn một số món này. Các bà mẹ có con nhỏ nhất định phải biết để tránh cho con. Như quý vị và các bạn đã biết, sốt là bệnh thường hay gặp ở trẻ nhỏ. Cách xử lý khi trẻ bị sốt hầu hết các bà mẹ nuôi con đều nắm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, những món ăn phải kiêng kỵ tuyệt đối khi trẻ sốt thì rất nhiều bà mẹ còn chưa nắm được. Vậy thì những cái món ăn đó là gì? Thứ nhất là trứng. Trứng là những món không nên ăn khi trẻ bị sốt. Trong trứng gà có nhiều các albumin. Đây là các protein hoàn toàn, dễ hấp thu, nên được cơ thể hấp thụ 99,7% sau khi ăn. Tuy nhiên, khi hai chất này đi vào cơ thể sẽ sinh sản ra rất nhiều nhiệt lượng khiến thân nhiệt tăng cao. Những người bị sốt, đặc biệt là trẻ em tuyệt đối không được ăn trứng gà nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng. Việc cho trẻ bị sốt ăn trứng gà khiến cơ thể tăng nhiệt một cách nhanh chóng, đột biến, khó kiểm soát và khó hạ nhiệt được. Điều này làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh của bé, nặng hơn có thể thiệt mạng nếu cha mẹ không xử lý kịp thời. Và trước đó có một câu chuyện của một bé 5 tuổi ở Trung Quốc đã được mẹ cho ăn trứng gà khi bị sốt để bồi bổ cơ thể cho con mình. Tuy nhiên, sau khi ăn trứng, thân nhiệt trong cơ thể bé đã tăng cao, sốt đến 41 độ. Người mẹ đã ngay lập tức đưa con nhập viện. Và tại đây bác sĩ cho biết, khi trẻ bị sốt, cha mẹ tuyệt đối không nên cho con ăn trứng gà. Nhưng bà mẹ này đã quá muộn khi mất đi đứa con yêu của chính mình vì thiếu hiểu biết, nên các mẹ có con nhỏ cần lưu ý. Thứ hai là mật ong. Mật ong là một những món không nên ăn khi trẻ bị sốt. Mật ong cũng là một dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe của bé. Tuy nhiên, trong thời điểm trẻ bị sốt thì không nên ăn. Mật ong khi vào cơ thể cũng sản sinh ra nhiệt lượng khiến cơ thể dễ dàng nóng lên, đồng thời cũng có thể dễ dàng gây các bệnh khác lúc sức đề kháng của cơ thể đang yếu. Thứ ba là đồ cay nóng và đồ lạnh. Khi trẻ ốm sốt, cha mẹ tuyệt đối không cho con ăn đồ cay, lạnh. Đồ ăn lạnh sẽ khiến trẻ dễ bị nhiễm trùng đường ruột, từ đó làm giảm chức năng đường tiêu hóa, khiến trẻ kém ăn và bệnh ngày càng nặng hơn. Đồ cay khi vào cơ thể cũng khiến cơ thể nhanh chóng bị tăng nhiệt, bệnh ngày càng nặng hơn. Thứ tư là không nên cho con ăn thức ăn chiên xào nhiều mỡ. Sốt được đặc trưng bởi hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, tăng cường các phản ứng miễn dịch và chuyển hóa toàn thân. Trong trạng thái này, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là khó tiêu thức ăn giàu chất béo. Do vậy, bé bị sốt, mẹ không nên cho bé ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tốt nhất khi trẻ bị sốt, ngoài việc hạ sốt cho trẻ, mẹ nên cho bé uống nhiều nước. Tuy nhiên, chia làm nhiều lần trong ngày, tránh uống cốc to liền một lúc. Mẹ của bé có thể cho bé uống nhiều nước rau luộc hay nước hoa quả để cung cấp các carbon hydrate. Và cũng lưu ý với các bà mẹ là khi uống nước vào là nước nguội chứ không phải nước để lạnh. Ngoài ra, các bà mẹ cũng cần chú ý, cần cho trẻ nghỉ ngơi. Trẻ sốt thường mệt nên không nhất thiết phải bày trò để bắt trẻ tỉnh táo. Mẹ luôn ở bên cạnh để theo dõi thân nhiệt của cơ thể bé để có cách xử lý kịp thời. Và dưới đây tôi cũng chia sẻ cho quý vị và các bạn một số cách chăm sóc trẻ khi bị sốt đúng cách. Khi trẻ sốt nhiệt từ 37,5 đến 38,5 độ, tức là sốt nhẹ, cha mẹ chưa cần dùng thuốc hạ sốt cho trẻ mà nên dùng một số biện pháp can thiệp giúp trẻ giảm sốt như sau. Thứ nhất là giúp bé thoáng mát, mặc cho bé những bộ quần áo chất liệu nhẹ và thấm hút mồ hôi tốt, để bé nằm trong phòng thoáng mát, nhiệt độ không quá cao, nhiệt độ được khuyên cho bé là 21 đến 23 độ C. Thứ hai, dùng khăn vải thấm nước vắt khô đắp lên trán và cổ tay của trẻ. Thứ ba, xen kẽ với việc đắp khăn, cha mẹ cũng nên dùng khăn lau khắp người cho bé để nhiệt độ cơ thể của bé mát hơn. Những vùng da lách, bẹn, cổ khi được làm mát sẽ giúp cơ thể hạ sốt. Thứ tư, bổ sung nước cho trẻ. Bạn nên cần biết rằng khi cơ thể nóng, ho trẻ sẽ mất nước, vì vậy hãy bổ sung nước cho trẻ để trẻ uống nhiều nước lọc, sữa hoặc nước trái cây. Với trẻ còn bú mẹ thì cần cho bú nhiều hơn nữa, và thời gian mỗi lần bú lâu hơn bình thường một chút. Nếu trẻ không tự bú được, người mẹ cần vắt sữa vào cốc rồi dùng thìa cho trẻ uống. Thứ năm, đừng quên cập nhiệt độ sau 4 đến 5 tiếng để theo dõi trẻ có hạ sốt hay không. Nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C kéo dài, không có dấu hiệu bớt nóng hoặc sau những biện pháp can thiệp trên thì cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện. Với những bé sốt kèm theo co giật, cha mẹ cần đưa đến ngay cơ sở y tế để bác sĩ theo dõi. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn, nhất là các chị em phụ nữ, các món ăn tuyệt đối không cho con nhỏ ăn khi bị sốt. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment
ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.